Dịch sốt xuất huyết phức tạp, ghi nhận thêm 2 người tử vong. Sốt xuất huyết vẫn tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước và ghi nhận thêm 2 ca tử vong, một ở Hà Nội và một ở Gia Lai. Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, kể từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10, thủ đô đã ghi nhận 2.766 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 165 ca so với tuần trước, trong đó có 1 ca tử vong. Trường hợp tử vong là một cụ bà 78 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, mắc sốt xuất huyết trên nền nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2 và từng bị đột quỵ não. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân ở tỉnh Gia Lai. Đây là ca tử vong thứ hai do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay tại tỉnh này. Bệnh nhân tử vong là nữ, 22 tuổi, trú tại huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân sốt và được chẩn đoán sốt xuất huyết dengue điều trị tại nhà. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân không đỡ, mệt nhiều, ăn uống kém, đau bụng vùng thượng vị. Sau đó, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê, nôn nhiều, đau hạ sườn phải, mệt nhiều, ăn uống kém, khan lớn 3cm dưới bờ sườn và được chẩn đoán là sốc sốt xuất huyết dengue ngày 5. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy được điều trị tích cực, song bệnh không thuyên giảm, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue ngày 6, không đáp ứng bù dịch, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng. Sau hơn một ngày điều trị, bệnh nhân không đỡ và đã tử vong. Theo Bộ Y tế, sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp mắc sốt xuất huyết, gần 30 trường hợp tử vong. Nói về mức độ nguy hiểm của bệnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ, vừa qua, bệnh viện ghi nhận trường hợp tử vong đáng tiếc là một sinh viên có biểu hiện sốt cao 3 đến 4 ngày, điều trị tại nhà và có bạn chăm sóc. Sau khi bệnh nhân hạ sốt, người chăm sóc đi học thì bệnh nhân ở nhà xuất hiện sốc, lúc phát hiện đưa đi viện thì đã quá muộn. Có trường hợp tương tự, người lớn tuổi, lúc sốt cao pha 1 thì con cái ở nhà chăm sóc, sang pha 2 đỡ sốt thì con cái đi làm, để cụ ông ở nhà một mình, đến cuối buổi quay về thì cụ ông đã tiến triển nặng. Điều lo ngại nhất là ở bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là tình trạng sốc thường xảy ra ở pha 2, khó theo dõi. Nếu bệnh nhân được can thiệp tốt ngay từ khi có dấu hiệu cảnh báo chưa sốc thì phục hồi nhanh. Nếu không phát hiện được để diễn biến sang sốc thì diễn biến vô cùng xấu, tỷ lệ cứu sống không được cao. Bác sĩ Cấp cho hay, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông tin thêm, sốt xuất huyết chia thành các giai đoạn, các pha khác nhau. Pha 1 là khi bệnh nhân sốt cao, đau đầu, khó chịu kéo dài khoảng 3 ngày. Pha này khiến bệnh nhân rất khó chịu do sốt cao, đau đầu, nôn nhưng ít gây biến chứng nặng, chỉ hạ sốt và uống Oxerol. Pha 2, từ cuối ngày 3 đến hết ngày 7, bệnh nhân có 2 tình trạng. Ở nhóm bệnh diễn biến tốt, 94% số người sẽ dần khỏi. 6% bệnh nhân còn lại, nguy cơ diễn biến nặng, máu trong lòng mạch, cô đặc. Nếu nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, sốc vì thoát dịch khỏi thành mạch. Ở pha 1 trong 3 ngày đầu, xét nghiệm chỉ số dương tính là quan trọng. Nhưng nếu ngày thứ 4 mới xét nghiệm, có thể âm tính. Vì thế, ở một số bệnh nhân, dù có sốt xuất huyết trên lâm sàng, nhưng xét nghiệm vẫn có thể âm tính, vẫn nghĩ là sốt xuất huyết. Xét nghiệm ngày sau lại có thể dương tính. Khi tiếp nhận một kết quả xét nghiệm, phải hiểu rõ được tiến hành pha nào của bệnh nhân để biết được giá trị của xét nghiệm. Do đó, bác sĩ Cấp khuyến cáo, một bệnh nhân sống trong vùng lưu hành sốt xuất huyết, khi xuất hiện sốt hay dấu hiệu chảy máu bất thường, cần đi khám xem có phải sốt xuất huyết hay không. Các dấu hiệu nhận biết bệnh có nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhân mệt, đặc biệt là trẻ em, trẻ mấy ngày trước khóc nhiều, nay lả đi, người già có thể lờ đờ, ly bì, chậm chạp. Một số bệnh nhân đau tức vùng gan, một số bệnh nhân đau khắp vùng bụng, một số bệnh nhân nôn, buồn nôn, nôn 3 lần trong 8 tiếng, được tính là nôn nhiều, chảy máu chân răng, xuất huyết, xét nghiệm thấy giảm tiểu cầu, cô đặc máu, men gan tăng. Khi có một trong các dấu hiệu này, phải đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời. Thường sau 2 đến 3 ngày, bệnh nhân có thể ra viện. Nếu giai đoạn này bỏ lỡ 4 đến 6 tiếng, bệnh nhân có thể rơi vào tụt huyết áp, sốc, chảy máu không kiểm soát, suy đa tạng. Khi phát hiện dấu hiệu cảnh báo phải đến cơ sở y tế ngay vì khoảng thời gian điều trị để bệnh nhân hồi phục không có nhiều, chỉ vài tiếng, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.